Quyển 14 thứ 10 Văn Sở Thành Địa phần 2. Như vậy đã thuyết hai chủng Phật dạy cần nên biết. Đại thuyết ba chủng đó là do nương 10 tướng, ba môn, ba chủng và ba căn mà các hữu tình phát khởi tà hạnh năng khiến hữu tình đọa các ác thú. 10 tướng: 1. Hoại sanh mạng, 2. Hoại tài vật, 3. Hoại thê thiếp, 4. Hoại thật nghĩa, 5. Hoại bạn tốt, 6. Hoại điều xưng khen tốt đẹp, 7. Hoại các sự nghiệp hành vi. Có ý có ba điều vận đục: 1. Nhận lãnh tài vật của người muốn lấy làm sở hữu của mình; 2. Muốn khiến người gặp phải những việc không tốt đẹp; 3. Sở hữu ác kiến vì báng điều chân thật. Ba chủng: 1. Tạo làm của thân, 2. Tạo làm của ngữ, 3. Tạo tác của ý. Ba môn: 1. Môn tác nghiệp hủy hoại, 2. Môn ý lạc hủy hoại, 3. Môn phương tiện hủy hoại. Ở trong 10 tướng, 7 chủng trước là tác nghiệp hủy hoại, 2 chủng kế tiếp là ý lạc hủy hoại, chủng cuối cùng là phương tiện hủy hoại, đó là sở hữu ác kiến. Vì ác kiến đây, tất cả thẹn hổ từ bi xa lìa các hành ác, ắt đều bị hủy hoại, không có hổ thẹn, không có từ bi, rộng tạo các ác. Ba căn: 1. Tướng lợi ích mình, 2. Tướng tổn hại người, 3. Tướng điên đảo đối với người, đó là đối với phi pháp khởi tưởng cho là pháp, đối với việc chẳng nên làm khởi tưởng nên làm và chấp giữ kiên cố hiện hành. Lại có ba pháp năng khiến hữu tình không giữ gìn các căn: 1. Ở trong ý chỉ có chủng tử tà pháp, 2. Ở nơi các cảnh giới giữ lấy tướng bất chánh, 3. Ở chỗ kiến đáo tư duy bất chánh. Ba chủng như vậy nên biết, tức là dục, tham, sân, khỏe và hại. Nương bốn xứ phát sanh ba chủng tầm tư bất chánh. 1. Đối với xứ là bốn chủng pháp phẩm bạch như lợi ích cho bản thân mình, vì muốn đạt được hoặc vì không muốn mất nên sanh tầm tư dục. 2. Đối với xứ là hai phẩm hữu tình oán và trung dụng, muốn làm chướng ngại kia sanh tầm tư khỏe. 3. Đối với xứ là phẩm hữu tình thần hữu, sanh tầm tư hại. Việc ấy thế nào? Nếu lúc phẩm thần hữu vi phạm, đối với kia không khởi muốn trừng phạt hoàn toàn, chỉ muốn dùng trị phạt gian đè nhẹ, trái với tướng đây để theo thứ tự là sở hữu phẩm bạch. Được có bốn loại chủng tử nội pháp, nhiếp khắp tất cả chủng tử các pháp: 1. Chủng tử thế gian, 2. Chủng tử xuất thế gian, 3. Chủng tử không thành tịnh, 4. Chủng tử thành tịnh. Chủng tử thế gian tức là chủng tử các hành hệ buộc dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chủng tử xuất thế gian tức là chủng tử thành tịnh, năng chứng ba thừa và quả ba thừa, tạm thánh đạo. Chủng tử không thành tịnh tức là chủng tử các hành hệ buộc dục giới. Chủng tử thành tịnh lại có hai chủng: thế gian thanh tịnh và xuất thế gian thanh tịnh. Chủng tử các hành hệ thuộc sắc, vô sắc gọi là thế gian thanh tịnh. Chủng tử năng chứng ba thừa và quả ba thừa, tám thánh đạo tri, gọi là xuất thế gian thanh tịnh. Lại có ba chủng làm nhân sanh khởi, nhân pháp hữu lậu. Nếu ở trong đây không như lý tu phương tiện, sẽ năng sanh các khổ. Nếu năng như lý tu phương tiện, thì nơi nhân, nơi khổ, năng biết, năng đoạn. 1. Đối với pháp hệ thuộc dục giới, nhiễm ô mong cầu. 2. Đối với pháp hệ thuộc sắc giới, nhiễm ô mong cầu. 3. Đối với pháp hệ thuộc vô sắc giới, nhiễm ô mong cầu. Lại có ba chủng làm đường dẫn đến các phiền não, khiến các hữu tình lưu truyền trong sanh tử. Đó là đối với dục thủ thắng, phát ý mong cầu, gọi là con đường dẫn đến phiền não thứ nhất. Ở trong tự thể thủ thắng, sắc giới, vô sắc giới, phát ý mong cầu gọi là con đường dẫn đến phiền não thứ hai. Đối với tà giải thoát, pháp ý mong cầu gọi là con đường dẫn đến phiền não thứ ba. Lại có ba chủng các loại hữu tình lấy dục là phương tiện tác nghiệp căn bản: 1. Được dục thủ thắng, 2. Được tự thể thủ thắng, 3. Chứng đạo giải thoát thủ thắng. Lại có ba chủng loại các loại hữu tình ở trong ba cõi: nhấp thọ uy thế của các hành tự thể, 1. Uy thế dẫn dắt, 2. Uy thế năng được, 3. Uy thế thành tựu viên mãn. Uy thế dẫn dắt tức là nghiệp của sự năng dẫn dắt, uy thế năng được tức là kiện đạt phược đang hiện tại tiền, uy thế thành tựu viên mãn tức là trụ ở đây, thọ các nghiệp dị thuộc tịnh, bất tịnh. Lại có ba chủng uẩn vô minh, do nhân duyên đây, các loại hữu tình trụ vô minh, năng sanh tự thể ba đời sai biệt: 1. Không biết đối với đời quá khứ, tiền tế năng sanh tự thể hiện tại; 2. Không biết đối với đời hiện tại, tiền tế năng sanh tự thể vị lai; 3. Không biết đối với đời vị lai tiền tế, tức là ở vị lai, năng sanh tự tẻ tương lai sau và sau nữa. Lại có ba chủng tai họa sanh tử của các dị sanh cùng bậc thánh chưa rốt ráo. Nếu đối với kia sanh nhàm chán, hãy sợ sâu, nên nhanh chóng đoạn trừ ba chủng kiều mạn phóng dật tu tập phương tiện hiện pháp niết bàn: 1. Không bệnh mà bị suy thoái, 2. Thiếu niên mà bị suy thoái, 3. Thọ mạng mà bị suy thoái. Bậc trí phải quan sát vị lai có ba việc như vậy,
nhất định phải trải qua. Lại có ba loại nơi trốn làm chỗ nương của các hữu tình, do tham sân si phở sai biệt, năng trói của các loại hữu tình trong lao ngục sanh tử đại khổ. Một, năng nhiều ích; hai, năng tổn hại; ba, bình đẳng xa lìa hai chủng. Lại có ba xứ dành các khổ, nhiếp khắp các khổ của hữu tình. Một, hội họp sanh khổ; hai, trái nghịch chia lìa sanh khổ; ba, bình đẳng tương tục khổ. Thứ nhất, vì vị hòa hợp bị tổn hại nên khổ. Thứ hai, vì vị nhiều ích bị biến hoại nên khổ. Thứ ba, vì ở nơi tất cả các vị chuyển tương tục nên khổ. Để nhiếp thuộc thô trọng do các hành sanh, chỉ có các bậc hiện thánh giác ngộ là khổ. Chẳng phải các dị sanh có thể hiểu được. Lại có ba chủng pháp tầm cao cử, năng trái hại người tu phương tiện, muốn cầu chứng quả sa môn thuộc chi quả dự lưu, năng chứng sa môn khiến chẳng chứng đắc. Một, lấy mình để so sánh với người, cho là ta hơn nên tâm sanh cao cử. Hai, lấy mình để so sánh với người, cho là ta bằng nên tâm sanh cao cử. Ba, lấy mình để so sánh với người, cho là ta kém nên tâm sanh cao cử. Lại nên biết có ba loại chủng tử năng sanh tất cả các hành. Một, đã cho quả; hai, chưa cho quả; ba, quả đang hiện tiền. Lại có ba chủng xứ sở y của các hành ngôn thuyết. Một, quá khứ; hai, vị lai; ba, hiện tại. Lại có ba tướng năng nhiếp tất cả tự tướng sắc pháp, đó là tác dụng của hiện sắc, hình sắc, an lập sắc của nhãn thức, nắm giữ ở nơi tự xứ sở của mình, chướng ngại sắc khác, đi đứng an lập sắc của căn. Tất cả cảnh giới sắc nên biết tổng có 10 sắc và sắc định địa. Nếu đắc tịnh định, đó là sở hữu các sắc của người tu phương tiện dẫn pháp biến hóa, nên biết đây là cảnh giới của tâm biến hóa bên trong, cũng là quả của tâm biến hóa chưa viên mãn. Lại có ba chủng tâm bị các phiền não theo đuổi: một, tâm của các dị sanh; hai, tâm của bậc học chưa thành tựu viên mãn; ba, tâm của bậc học đã thành tựu viên mãn. Lại có ba loại người lắng nghe pháp: một, ở nơi pháp nơi nghĩa chẳng thể thọ trì; hai, chỉ có thể lãnh thọ không thể nhậm trì; ba, có thể thọ có thể nhậm trì. Lại có ba pháp, đó là bậc tu hành quán thân ngữ ý tánh vô thường, quán thú nhập dẫn đầu: một, hơi thở vào ra; hai, tầm tứ; ba, tưởng tư. Lại có ba chủng tôn quý hơn cả đáng thọ sự cúng dường: một, tuổi tác tăng thượng; hai, dòng tộc tăng thượng; ba, công đức tăng thượng. Lại có ba chủng nhân trụ định bất định: hai chủng là nhân định, một chủng là nhân bất định. Một, nhận định ác thú, đó là nghiệp vô gián; hai, nhận định thiện thú niết bàn, đó là pháp vô lậu hữu vi; ba, nhận bất định, đó là pháp còn lại. Lại có ba pháp vì khiến thánh giáo được kiều trụ cần triển khai việc cử tội: một, hiện thấy thần ngữ hiện hành vi phạm học xứ; hai, được nghe từ người khác nói; ba, lấy tướng khác để so sánh nên rõ biết. Lại Chư Như Lai tự nói đầy đủ ba hạng người không hộ trì đức, vì hiện rõ các thầy ngoại đạo bên trong ôm lòng ác, tự xưng nhất thiết trí mà thật chẳng phải là bậc nhất thiết trí, lại muốn khiến kia ở chỗ Như Lai phát khởi tất cả trí tín chân thật. Lại có ba chủng tà chất sanh khởi thiêu đốt nhiễu não hữu tình: một, tham ái thiêu não; hai, sầu ưu thiêu não; ba, điên đảo thiêu não. Lại có ba loại lửa, tuy thật không phải lửa mà giả lập danh lửa, vì giá hóa hữu tình vui nơi sự việc bất chánh, cho việc thờ lửa bên ngoài có được phước, nên dạy bảo cho biết ba việc thờ lửa không hư dối: một, cha mẹ; hai, vợ con; ba, bậc chân thật phước điền đáng cúng dường. Lại có ba chủng vì những người vui muốn sống tăng thượng nên thuyết đạo lý sống tăng thượng chân thật: một, bố thí được tiền của giàu sang rộng lớn; hai, chỉ giới được đến các cõi thiện; ba, tu định xa lìa thọ khổ được sanh trong thế giới thuần vui không có não hại. Lại có ba chủng dục thấp kém, chủng dùng thủ thắng của những người thọ dục vì vui kia được sanh do sự quán đãi các dục: một, các dục đương duyên, sức dụng cầu nhiều, đó là sở hữu các dục trụ ở cảnh giới hiện tiền; hai, các dục lương tâm, sức dụng cầu ít, đó là sở hữu các dục của cõi trời hóa lạc; ba, các dục lương tâm, sức dụng cầu rất ít, đó là sở hữu các dục của cõi trời tha hóa. Lại có ba chủng vui siêu vượt, các dục thấp kém, trùng dùng thủ thắng: một, hỷ có tầm tứ; hai, hỷ không tầm tứ; ba, lạc của sự lìa hỷ. Lại có ba loại giác ngộ sở tri năng khiến xuất ly các khổ ba thừa: một, chủng loại từ người được nghe âm thanh; hai, chủng loại bên trong tránh tư duy; ba, chủng loại trường thời tu tập trì quán. Lại có ba chủng loại giác ngộ sở tri: một, chủng loại đầy đủ phược; hai, chủng loại không đầy đủ phược; ba, chủng loại hoàn toàn không phược. Lại có ba chủng việc nên làm bậc tu quán hành vì ba việc đây được tăng thượng tu tập tất cả thiện pháp:
Một đã vĩnh viễn đoạn các phiền não, kiến đoạn sở đoạn. Kiến đạo sở đoạn, chứng quả dự lưu. Hai đã vĩnh viễn đoạn các phiền não, tu đạo sở đoạn rồi. Thứ lớp chứng đắc quả Nhất Lai Bất Hoàn, A-la-hán. Ba đã chứng đắc A-la-hán rồi, lạc trú hiện pháp. Lại do ba phần chiếu rõ tất cả cảnh quả sở tri lực tăng thượng, nên kiến lập ba nhãn. Một nhục nhãn năng chiếu soi các sắc hiển lộ không có chướng ngại có thể thấy được. Hai thiền nhãn năng chiếu soi các sắc hiển lộ không hiển lộ, có chướng ngại không chướng ngại có thể thấy. Ba tuệ nhãn năng chiếu soi sở hữu các pháp hoặc sắc hoặc phi sắc. Lại có ba pháp năng trừ hại phiền não oán địch hiện hành. Một tín thuận bạn lành. Hai chẳng cùng các chúng tại gia xuất gia chung sống. Ba bên trong tránh tác ý giác ngộ đạo lý sở trì chân thật. Lại có ba chủng phương tiện tránh dại dằn, năng triển chuyển, chứng các sở chứng về sau và đắc niết bàn. Một phương tiện tránh dại dằn thì là. Hai phương tiện tránh dại dằn tâm trụ. Ba phương tiện tránh dại dằn giác ngộ đạo lý sở trì chân thật. Như phương tiện tránh dại dằn có ba chủng, thì việc luôn luôn tu tập phương tiện tránh dại dằn nên biết cũng vậy. Lại lúc hiện tiền tu tập phương tiện tránh dại dằn do ba chủng pháp mà được trụ an ẩn. Một không vô nguyện vô tướng diệt tận đẳng trí. Hai bốn tịnh lự. Ba bốn vô lượng. Lại được có ba chủng tâm tánh nhất cảnh năng khiến chứng đắc trí kiến như thật. Một ở trong ý lời có chủng chủng hành tướng sở duyên, có sai biệt hành tướng sở duyên. Hai ý lời không gián đoạn có chủng chủng hành tướng sở duyên, có sai biệt hành tướng sở duyên. Ba siêu vượt ý lời chuyên chú một cảnh không có chủng chủng hành tướng sở duyên, không có sai biệt hành tướng sở duyên. Lại có ba xứ, đối với xứ hữu tình ác tà, vọng chấp tự cho là tôn quý hơn cả. Và đối với xứ hữu tình trung dung, năng khéo nhiếp thọ giáo hóa dẫn dắt kiến nhập thánh giáo. Một sở hữu thần thông tối thắng. Hai đối với người có các hành nhiễm tịnh thì ngăn chặn khai mở. Ba tuyên thuyết diệu pháp tránh dạy tránh dằn. Lại vì muốn đoạn trừ chấp tịnh lạc hư vọng của ngoại đạo, lấy nước bên ngoài để tạm trừ cấu bên trong, tự cho là đã đắc thanh tịnh bậc nhất nên khỏi tả mạn. Do đây kiến lập ba đệ nhất nghĩa là tịnh xứ, bất tịnh xứ, nhân sanh siêu vượt. Lại vì muốn đoạn trừ tà chấp của các ngoại đạo, kia chỉ giới tịch mặc, tạm dứt lời nói, tự cho là đã đắc chân thật tịch tĩnh. Cũng vì hiển phát tịch mặc không điền đảo, nên kiến lập ba chủng tịch mặc chân thật, hai nghiệp thân ngữ nhiếp thuộc giới bậc thánh yêu thích và tâm vô lậu. Lại có ba pháp năng khiến người ở chốn viễn ly đoạn trừ tầm từ bất tránh hiện hành, đó là vì người chê hủy tự mình, chê hủy thối thất lận lớn được tăng thượng pháp khởi tạm quý cùng ái kính, lại nương đạo và đạo quả, có ba chủng tối thắng vô thượng là trí vô thường, trí khổ và trí vô ngã. Bốn chủng hành tích lạc chóng thông tất cả thế gian, xuất thế gian, hữu học vô học, thời giải thoát bất động tâm, giải thoát tối thắng vô thượng. Người tu quán hành trước đắc trí ở trên, do trí đây nên đoạn phiền não, kế đến tu hành tích, đã tu hành tích nên tầm đắc giải thoát. Lại có ba mình, kiến lập ba mình đầy, về có sa môn hoặc bà la môn, tánh vô minh ngu si, tà chấp đối với tiền tế, trung tế, hậu tế, đối với hai biên đoạn thường, đối với hiện pháp niết bàn. Như vậy đã thuyết ba chủng Phật dạy cần nên biết, kế đến nói về bốn chủng, có bốn pháp năng nhiếp tất cả sở trì và trí, đó là thân cùng văn tư tu, tăng thượng niệm trụ, lấy làm ý chỉ, thân duyên cảnh tuệ. Như thần và thân duyên cảnh tuệ nên biết thọ tâm và thọ tâm pháp và thọ tâm pháp duyên cảnh tuệ cũng vậy. Lại có sự sai khác, đó là bốn chủng phược chuyển. Một chấp thủ phược, hai lãnh thọ phược, ba liễu biệt phược, bốn chấp trước phược. Nên biết tâm ở nơi thân do chấp thủ phược trói buộc, ở nơi thọ do bên trong lãnh thọ phược trói buộc, ở nơi tướng cảnh giới như sắc do liễu biệt phược trói buộc, ở nơi thân do phiền não tham sân lớn nhỏ chấp trước phược trói buộc. Vì đối trị bốn chủng phược như vậy nên lập bốn niệm trụ. Lại có bốn chủng dục tinh cần làm tiền dẫn, quan sát quá hoạn cùng đối trị lấy làm y chỉ, năng đoạn các pháp bất thiện hiện hành và đoạn sự trói buộc của kia, năng đắc thiện pháp và năng tăng trưởng thiện pháp. Lại có bốn chủng làm cho bốn trụ tâm, làm cho người tu phương tiện đắc định thủ thắng, tâm trụ như ý, năng sanh trưởng môn. Một dục vui xuất ly, hai thọ trì đọc tụng hối lỗi tinh tấn, ba tâm năng thủ tướng hiền thiện định, bốn trụ xứ không nhàn quan sát các pháp. Lại có bốn chủng tâm định tâm trụ. Một tâm trụ có tầm có tứ có hỷ, hai tâm trụ không tầm không tứ có hỷ, ba tâm trụ không tầm không tứ ly hỷ, bốn tâm trụ xả niệm thanh tịnh vượt qua tất cả khổ lạc,
lại có bốn chủng sở trì chân thật, vì hai phẩm nhiễm ô và thanh tịnh khác nhau nên kiến lập bốn chủng. Nếu người năng liễu trì, khéo liễu trì, năng đoạn tất cả phiền não, kiến tu sở đoạn: một, quả chân thật của phẩm nhiễm ô; hai, nhân chân thật của phẩm nhiễm ô; ba, quả chân thật của phẩm thanh tịnh; bốn, nhân chân thật của phẩm thanh tịnh. Lại có bốn chủng tưởng làm tiền dẫn hí luận phược: một, ở trong dục nhỏ, tưởng làm tiền dẫn hí luận phược; hai, ở trong sắc lớn, tưởng làm tiền dẫn hí luận phược; ba, ở vô lượng không vô biên xứ, thức vô biên xứ, tưởng làm tiền dẫn hí luận phược; bốn, ở vô sở hữu xứ, tưởng làm tiền dẫn hí luận phược. Lại có bốn pháp khéo hư tu tập năng sanh phước lớn, năng hướng đến ly dục, năng đối trị khỏe hại không vui dục tham đối với các hữu tình, đó là từ, bi, hỷ và xả. Lại có bốn pháp vượt qua sắc giới khiến thành phần xa: một, không xứ; hai, thức xứ; ba, vô sở hữu xứ; bốn, phi tưởng, phi tưởng xứ. Lại có bốn chủng vì khiến hành giả sinh tu thánh giải thoát khỏi các dục, nhậm trì pháp thủ thắng giải thoát chóng được viên mãn, cũng vì đoạn trừ bốn ái lực tăng thượng: một, ít có mong cầu y phục, ăn uống và ngoạn cụ; hai, không tạo tác, không loạn động, không để thời gian trôi qua lãng phí; ba, chuyên cần tu phương tiện, tầm đề tán lạ; bốn, vui đoạn phiền não, vui tu tránh đạo. Lại có bốn chủng quả của đạo tu tập đoạn các phiền não: một, đoạn phiền não kiến sở đoạn; hai, đoạn hạ phần kiết phẩm thượng và phẩm trung tu sở đoạn; ba, tức đây đoạn không sót thừa; bốn, đoạn thượng phần kiết không sót thừa. Lại có bốn chủng chứng trì dự lưu năng khiến hành giả ở nơi thánh giáo Phật và trong thiện thú rốt ráo không động, đó là đối với bậc đại sư giác ngộ chân thật, sanh tâm thanh tịnh không động chuyển như đối với đại sư, thì ở nơi pháp đã chứng và ở chỗ hành giả tu chứng pháp nên biết cũng vậy. Ba chủng như vậy gọi là tâm thanh tịnh. Một chủng thứ tư gọi là sắc thanh tịnh, ý nhiếp thuộc giới hiếp bậc thánh yêu thích. Ba chủng trước khiến ở nơi thánh giáo không bị dao động, một chủng sau cùng khiến ở trong thiện thú không bị dao động. Lại có bốn chủng chứng trì dự lưu: một, đối với thuyết pháp sư và giáo thọ sư năng khéo phụ sự không vi phạm; hai, không điên đảo, lắng nghe thầy nói pháp và dạy bảo pháp; ba, nơi pháp đã nghe năng tránh tư duy và khéo thông đạt; bốn, thành tựu trọn vẹn việc tu tập. Lại có bốn trí nhiếp tất cả trí: một, trí ở trong các pháp năng hiện thấy chỉ vô lậu; hai, trí ở trong các pháp không phải hiện thấy một hướng vô lậu; ba, trí thế gian hoặc do như lý dẫn, hoặc do không như lý dẫn, hoặc do không phải như lý, không phải không như lý dẫn, một hướng hữu lậu; bốn, trí tha tâm sai biệt trong cả hữu lậu và vô lậu. Lại có bốn chủng năng thủ trí chân thật ở nơi phẩm chuyển hoàn có thể tận các lậu: một, trí chân thật nơi quả phẩm chuyển; hai, trí chân thật nơi nhân phẩm chuyển; ba, trí chân thật nơi quả phẩm hoàn; bốn, trí chân thật nơi nhân phẩm hoàn. Lại có bốn pháp năng khiến người có tín đoạn trừ phiền não, tu tập phương tiện chân chánh: một, tinh tấn dụng công, ân trọng tương tục; hai, hành niệm chánh biết; ba, samatha; bốn, tỷ bát xá na. Lại có bốn chủng năng thông đạt pháp, năng tận dấu vết sở y của thượng phần lậu, đó là vì đắc thánh đạo, tu tuệ hữu lậu, đã đắc đạo nên các phiền não bị tổn giảm, cùng các sự việc tổn giảm không sót thừa, cho đến vĩnh viễn đoạn trừ các sự phiền não, như đạo đã chứng đắc, càng tăng thêm sự tu tập. Lại có bốn pháp truyền chuyển tương ưng, và có hành, có duyên hòa hợp mà chuyển, hoặc cùng một duyên mà chuyển, đó là thọ tưởng hành thức. Lại có bốn hộ năng khiến người đã nhập thánh giáo chư Phật lại thêm vui thích thánh giáo: một, hộ mạng; hai, hộ lực; ba, hộ tâm phiền não; bốn, hộ phương tiện chân chánh. Lại có bốn chủng năng được chánh kiến nương vào nghĩa thực hành không điền đảo: do ba chủng trước thời hành thành tịnh, do một chủng sau thời trụ thành tịnh, đó là giữ gìn căn môn đối với cảnh giới không thuận cũng không trái. Vì giữ gìn căn môn nhớ nghĩa lực tăng thượng, hành chánh trí người trụ viễn ly tâm không nhiễm ô, chuyên chú một duyên. Lại do bốn hành nên biết năng chứng minh và giải thoát: do niệm nhãn tuệ năng chứng minh, lại do thân năng chứng bất động và thời giải thoát. Lại có bốn pháp năng làm chỗ nương tựa rộng lớn cho các sở tạo sắc sanh khởi trùng trùng sai biệt: một, tánh cứng rắn; hai, tánh ẩm ướt; ba, tánh ấm áp; bốn, tánh chuyển động như thể nhẹ. Lại có bốn pháp năng giữ gìn các loại hữu tình đã sanh khiến được trụ lâu, năng mang đến lợi ích cho kẻ tìm cầu hữu. Tướng đây sẽ phân biệt rộng trong phần nhiếp sự. Lại có bốn chủng dấu vết sở y của các thức lưu truyền trong sanh tử, đó là ở nơi các sắc bởi do tham ái thấy rồi thú hướng, thủ là sở duyên, sở y cảnh giới kiến lập cầu hữu. Như ở nơi sắc thì ở nơi thọ tưởng hành nên biết cũng vậy. Lại có bí xô và hiện pháp đoái luyến thân mạng làm chỗ nương, nên đối với y phục ăn uống ngoạ cụ sanh ái luyến mong cầu.
Vì hậu pháp đoái luyến thân mạng làm chỗ nương, nên đối với hậu hữu dành ái luyến mong cầu. Vì ngu si đối với niết bàn làm chỗ nương, nên đối với vô hữu dành ái luyến mong cầu. Như vậy được có bốn chủng ái luyến mong cầu, đó là ái luyến y phục, ái luyến ăn uống, ái luyến ngoại cụ và ái luyến hữu vô hữu. Lại có bốn pháp năng khiến hữu tình hiện hành, gây tạo những việc không nên làm. Một, thuận theo các sự việc khả ái. Hai, trái nghịch với các sự việc không khả ái. Ba, sợ hãi kẻ cường địch nơi tâm điền đảo. Bốn, ngu đối với hiện pháp và quả hậu pháp. Lại có bốn chủng đối với đối đáp bản luận những điều thỉnh hỏi, năng dứt trừ những điều nghi hoặc, năng khai tỏ những điều chưa khai tỏ, lại năng giữ gìn lực quyết trạch thủ thắng. Một, đối với tướng pháp trận thật nên trả lời một hướng dứt khoát. Hai, đối với nghiệp quả dị thuộc của các hữu tình nên trả lời bằng cách phân biệt. Ba, đối với lời nói ẩn ý tối nghĩa chẳng phải hỏi một hướng nên trả lời bằng cách cật vấn. Bốn, đối với sự việc không như lý nên trả lời bằng cách gác qua một bên. Lại như lại câu hỏi đây trả lời thế nào để trả lời câu hỏi kia, nói rằng Phật Thế Tôn đối với sự việc ấy không trả lời. Lại có bốn chủng huệ xả, hoặc thành tịnh hoặc không thành tịnh. Ba chủng thành tịnh là chỉ có tự thân mình đầy đủ giới kiến, hoặc chỉ có người đầy đủ giới kiến, hoặc lại có mình và người đầy đủ giới kiến. Một chủng không thành tịnh là mình và người đều không đầy đủ giới kiến. Người thanh tịnh sẽ sành cõi thiện, tài sản của cải sung mãn. Người không thanh tịnh sẽ sành cõi ác, tài sản của cải thiếu thốn. Lại có bốn chủng phương tiện nhiếp chúng, năng tránh thầu nhiếp giáo hóa tất cả đại chúng. Một, phương tiện nhiều ích. Hai, phương tiện nhiếp thọ. Ba, phương tiện dẫn đạo. Bốn, phương tiện tu trị. Lại có bốn chủng từ nghiệp sanh khởi các loại hữu tình. Ở những cõi kia sanh y chỉ môn. Một, do nghiệp và vỏ trứng. Hai, do nghiệp và thai. Ba, do nghiệp và sự ấm ướt. Bốn, do chỉ nghiệp. Lại hữu tình thọ sanh nơi các cõi kia có bốn chủng chết. Một, do tự mình nên chết, đó là hữu tình thọ sanh trong cõi trời, hy vọng ý phần. Hai, do người nên chết, đó là các hữu tình trụ trong thai mẹ ở các giai đoạn biết là làm át bộ đàm bế thi kiện nam. Ba, do mình và người nên chết, đó là hữu tình còn lại ở dục giới. Bốn, không phải do mình và người nên chết, đó là sở hữu hữu tình ở sắc giới, vô sắc giới, chân cùng là hữu đảnh. Lại có bốn thành tịnh đạo. Một, không phải căn dụng cầu viên mãn, cũng không phải hỷ lạc viên mãn. Ba, căn dụng cầu viên mãn, không phải hỷ lạc viên mãn. Ba, hỷ lạc viên mãn, không phải căn dụng cầu viên mãn. Bốn, hỷ lạc viên mãn, căn dụng cầu viên mãn. Lại có bốn thanh tịnh đạo. Một, xoay đường với pháp ác thuyết và tỉ nại ra. Hai, hướng đến pháp thiện thuyết và tỉ nại ra. Ba, từ đường đạo. Bốn, thanh tịnh đạo trong đầy chủng ban đầu. Đó là như có người đối với kiến chấp ngoại đạo và các hành dẫn khổ, bức thiết vô nghĩa, tâm không vui thích cũng không nhẫn thọ. Chủng thứ hai, đó là như có người ở trong các thiện xảo, như uẩn giới, xứ duyên khởi, xứ phi xứ, tâm vui thích cũng có khả năng nhẫn thọ, lại năng cảm nhẫn khổ lạnh nóng. Chủng thứ ba, đó là các từ lương thiện như thành tịnh thì là giữ gìn càn môn nhiếp lấy chánh pháp. Chủng thứ tư, đó là như có người hành samatha tỷ bát xá na, đoạn trừ các phiền não, hiện pháp lạc trú. Lại có bốn chủng phương tiện tăng thượng tầm học. Một, người chưa ly dục khiến đắc quả bất hoàn. Hai, hoặc quả bất hoàn đương vị trí định cầu hiện pháp lạc trú. Ba, khiến người đoạn các ác pháp và đi đến thiện thú. Bốn, khiến tự mình đoạn các phiền não được sự quyết trạch thủ thắng. Lại có hai nghiệp bốn tướng sai biệt, đó là nghiệp nhiếp thuộc chuyển có và sự sai biệt. Nghiệp nhiếp thuộc hoàn lập trùng một chủng, nên biết nghiệp ban đầu một hướng năng cảm quả không khả ái dị thuộc ở các ác thú. Nghiệp thứ hai chỉ một hướng năng cảm quả vui khả ái dị thuộc ở sắc giới và vô sắc giới. Nghiệp thứ ba năng cảm quả ái phi ái dị thuộc ở cõi trời, người, dục giới. Nghiệp thứ tư năng đoạn ba nghiệp trước. Lại có bốn chủng các loại hữu tình siêng năng tăng thượng. Một, vui mà không phải lợi ích. Hai, lợi ích mà không phải vui. Ba, cũng vui cũng lợi ích. Bốn, không phải vui không phải lợi ích. Lại có bốn môn khởi các phiền não, năng khiến hữu tình hòa hợp, không lìa các khổ. Một, môn nhiễm trước các dục. Hai, môn nhiễm trước sắc vô sắc đẳng trí. Ba, môn các kiến chấp của ngoại đạo. Bốn, môn vô trí của người trụ trong pháp này mà chưa đắc nhãn. Lại tu thánh đạo, khiến nhanh chóng lìa khỏi sự trói buộc của bốn môn sanh khởi các khổ đây. Như năng khiến hữu tình hòa hợp cùng với khổ, thì năng khiến thuận dòng chảy giữ lấy nghiệp hậu hữu, khó thể giải thoát, nên biết cũng vậy. Lại nên biết có bốn chủng nhiếp khắp tất cả bồ đặc giả la. Một, trị sanh. Hai, bậc hữu học chưa ly dục. Ba, bậc hữu học đã ly dục. Bốn, tất cả bậc vô học vượt qua thần kiến.
lại có bốn chủng bồ đặc giả la. Một, tự mình trụ luật nghi mà không thể vì người tuyên thuyết chánh pháp. Hai, tự mình không trụ luật nghi mà năng vì người tuyên thuyết chánh pháp. Ba, đều năng làm cả hai. Bốn, đều không thể làm cả hai. Lại có bốn chủng bồ đặc giả la. Một, dòng tộc thấp hèn hiện hành pháp bạch. Hai, dòng tộc tôn quý hiện hành pháp ác. Bốn, dòng tộc thấp hèn hiện hành pháp ác. Bốn, dòng tộc tôn quý hiện hành pháp bạch. Trong đây chủng ban đầu có khổ ở hiện pháp, chẳng phải ở hậu pháp. Chủng thứ hai có khổ hậu pháp, chẳng phải ở hiện pháp. Chủng thứ ba cả hai đời đều khổ. Chủng thứ tư cả hai đời đều vui. Lại có bốn chủng bồ đặc giả la. Một, tự mình chuốc lấy khổ không phải do người mà sanh khỏi phi phước, đó là kẻ thọ giới tự hành khổ của ngoại đạo. Hai, khổ do người đem đến, chẳng do mình tự chuốc lấy mà sanh khỏi phi phước, đó là kẻ không tùy theo luật nghi. Ba, khổ do mình tự chuốc lấy và do người mang đến mà sanh khỏi phi phước, đó là quốc vương và chủ cúng tế ngựa. Bốn, không tự chuốc lấy khổ cũng không do người mang đến mà sanh khỏi đại phước, đó là bậc an trụ tịnh lự và bồ đặc giả la địa các ác. Lại lược có bốn chủng lời nói có lỗi. Một, lời không thật. Hai, lời chia rẽ. Ba, lời hủy diệt đạo đức. Bốn, lời vô nghĩa. Trái với tướng đây nên biết là bốn chủng lời nói có đức. Lại có bốn chủng vọng ngữ, chẳng phải lời của bậc thánh. Một, ở nơi thấy điên đảo nói không thấy. Hai, ở nơi nghe điên đảo nói không nghe. Ba, ở nơi biết điên đảo nói không biết. Bốn, ở nơi hiểu điên đảo nói không hiểu. Trái với tướng đây nên biết là lời nói chân thật của bậc hiền thánh. Như vậy đã thuyết bốn chủng Phật dạy cần nên biết, kể đến thuyết năm chủng, đó là năm chủng tụ, tự tánh, hành nhiếp thuộc dục, tham phẩm, thô trọng. Đuổi theo lưu truyền tạp nhiễm. Một, tụ tự tánh hành sở y sở duyên. Hai, tụ tự tánh hành năng lãnh nạp. Ba, tụ tự tánh hành năng phân biệt ngôn thuyết phần vị chấp lấy tướng các pháp. Bốn, tụ tự tánh hành năng tác dụng. Năm, tụ tự tánh hành năng liễu biệt. Trái với năm tướng đây, tức là tụ tự tánh hành nhiếp thuộc đi dục, tham phẩm thô trọng, tùy chuyển theo hoàn diệt thành tịnh. Lại có năm chủng cảnh giới yêu thích của người thọ dục. Các kẻ vui với sự dục thường truy cầu, thường thọ dục. Những người xoay lùng với dục thì quan sát trần tránh, đó là sắc thanh hương vị xúc, nên biết trong đây nương vào sự truy cầu, sự tầm tư, sự nhiễm trước các dục, nên biết có bốn chủng vui thích ái luyến. Một, sự vui thích ái luyến các dục vị lai, tức là truy cầu. Hai, sự vui thích ái luyến các dục quá khứ, tức là tầm tư. Ba, sự vui thích ái luyến các dục hiện tại, tức là nhiễm trước. Đây lại có hai chủng, một sự vui thích ái luyến, hai thọ lãnh cảm giác từ kia sanh khởi. Lại có năm chủng từ thể mà hữu tình có được do thọ lãnh quả của nghiệp ái phi ái dị thục. Một, cõi trời. Hai, cõi người. Ba, cõi địa ngục. Bốn, cõi bảo sanh. Năm, cõi ngạ quỷ. Lại có năm chủng nhân hành làm mất lợi dưỡng, cũng là nhân hành trái với niết bàn, đó là hoặc ở xứ đây thọ dụng lợi dưỡng, hoặc từ người mà được, hoặc vật có được, hoặc hành động để được, hoặc được như vậy với các điều trên tâm sanh lẫn tiếc. Lại có năm pháp khiến người tu hành trước hủy tịnh giới đa văn, về sau làm tổn hại thiện ách chỉ quán, đó là ở trong các dục tâm sanh ái nhiễm. Đối với những bậc dạy trao dạy dân giác ngộ khai tỏ nhớ nghĩ mà tâm sanh sân khỏe, chưa thọ giới khiến không thể thọ, nếu trước đã thọ đã đắc về sau cũng khiến xả bỏ, hoặc vùi sâu vào việc đắm trước hôn trầm ngủ nghỉ, hằng không tịch tĩnh, nhiệm ổ hối tiếc, thương ôm lòng nghi hoặc. Đối với pháp được nghe không có khả năng lãnh thọ, tuy ban đầu có lãnh thọ, sau muốn tìm nhớ lại cũng quên mất, tuy không quên mất cũng không hiểu chính xác. Lại có hai chủng hạ phần kiến đạo, là hạ phần của tu đạo. Dục giới là hạ phần của sắc giới và vô sắc giới. Theo phạm vi của hai chủng hạ phần đây, nói năm hạ phần kết sử, nương theo hạ phần ban đầu, nói thân kiến giới cấm thủ nghi, nương theo hạ phần thứ hai, nói tham dục và sân khỏe. Lại có hai chủng thượng phần, đó là sắc giới và vô sắc giới, nương hai chủng thượng phần đây, nói năm thượng phần kết sử, hoặc có kết sử không sai khác, đó là tham sắc và tham vô sắc, và có kết sử có sai khác, tức là trạo của người ái thượng tĩnh lự, mạn của người mạn thượng tịnh lự, vô minh của người vô minh thượng tịnh lự. Lại kẻ chấp giữ không tín kính đối với năm bậc, tâm không điều nhu, không thể sanh trưởng các thiện căn bản. Một, không có sự kính tín đối với bậc đại sư thuyết chánh pháp như thuyết về tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học. Hai, đối với bậc chánh giác ngộ khai tỏ. Ba, đối với bậc chánh dạy
dạy trao, 4 đối với bậc chánh dạy dần, 5 đối với đồng phạm hạnh. Lại có năm chủng làm chướng ngại trong việc tránh tinh tấn đoạn trừ phiền não: 1 đắm trước đắm trí và sanh, 2 đắm trước lợi dưỡng cung kính, 3 phóng dật, 4 ác tuệ, 5 tâm hạ liệt hoặc tăng thượng mạn. Lại có bộ đặc giả là không thể kham nhẫn, nên đối với người oán địch khởi năm chủng tà hạnh, đó là kẻ không thể kham nhẫn đây. Đối với người oán địch trước khởi tâm sân, ý thích oán hiểm, đối với bạn bè thân thiết của kia vui muốn phá hoại, thường muốn khiến người oán kia phát sanh yêu khổ, rộng làm các việc không nhiều ích, tự mình hủy hoại thanh tịnh thì là đã thọ, do đó thân ngữ ý hành nhiều ác hạnh. Bởi năm chủng ác hạnh đây nên năng cảm đời sau, trở lại trong hai chủng đẳng lưu quá hoạn, một chủng là hiện pháp đẳng lưu quá hoạn, một chủng là hậu pháp dị thuộc quá hoạn. Đó là trong đời này có nhiều oán địch, bạn bè thân thích chống trái chia lìa, bởi làm người khác phát khởi chủng chủng yêu khổ, nên những việc không khả ái hằng hiện tại tiền. Đến khi lâm chung dành nhiều yêu não hối hận, sau khi thần hoại mạng chung đã vào ác thú. Trái với tướng đây, tức là người năng kham nhẫn, đối với kẻ oán địch phát khởi năm chủng tránh hại, do đây chiêu cảm các việc lợi ích thù thắng khác nhau, như chỗ thích hợp đều nên biết rõ. Lại có năm pháp năng sanh tất cả yêu khổ ở hiện pháp và hậu pháp: 1 quyến thuộc thân thích bị diệt vong, 2 tài sản có được vô cớ bị hao tán mất mát, 3 bệnh tật truyền thần và pháp đầy năng sanh yêu khổ ở hiện pháp, 4 hủy phạm thì la, 5 các ác tà kiến và hủy báng hết thảy, 2 pháp đầy năng sanh yêu khổ ở hậu pháp. Trái với năm tướng đây nên biết có năm pháp năng sanh hỷ lạc ở hiện pháp và hậu pháp. Tại bậc A-la-hán tuy hiện truy cầu tài vật để nuôi dưỡng thân, cũng thường thọ dụng mà năng vượt qua ba chủng tà truy cầu và hai chủng tà thọ dụng, đó là năng vượt qua sát sanh trộm cắp vọng ngữ dẫn dắt ba tà truy cầu, cũng năng vượt qua hai thọ dụng tà là tích chứa và thể thiếp. Lại người tu đoạn thành tựu năm pháp, tùy theo chỗ muốn đối với các phẩm thiện tu hành phương tiện, cũng năng nhanh chóng chứng thông tuệ rốt ráo. Một đối với pháp tu đoạn vui muốn sâu xa như điều đã được dạy bảo mà phụng hành; 2 đối với điều mình đã có như thật diễn bày; 3 thần lực an vui mạnh mẽ; 4 tu tập phương tiện tương tục không gián đoạn, tầm rõng mãnh sắc bén; 5 thành tựu trí tuệ, thông đạt tướng trì cử xả thời phần. Lại có năm chủng năng giải thoát viên mãn, nhàm chán xa lìa pháp sở đối trị, đó là ở trong các pháp có người lấy ba chủng ngu làm ý chỉ phát khởi ba điền đảo. Ba chủng ngu: 1 ngu thời tiết, 2 ngu phần vị và ngu tự tánh. Ba điền đảo: 1 ở nơi vô thường điền đảo kế chấp cho là thường, 2 ở nơi khổ điền đảo kế chấp cho là vui, 3 ở nơi vô ngã điền đảo kế chấp cho là ngã. Lại thêm thói quen mưu cầu lợi dưỡng và hy vọng thọ mạng. Vì đối trị năm pháp sở trị như vậy nên khỏi năm tướng thủ: 1 ở nơi các hành thủ tướng vô thường, 2 cũng thủ tướng khổ, 3 ở trong các pháp thủ tướng vô ngã, 4 ở trong ăn uống thủ tướng ghét bỏ nhàm chán, 5 ở nơi mạng căn thủ tướng chết yểu. Lại có năm chủng môn tăng trưởng chánh tâm giải thoát của hai loại hành giả tu định, tu trí thủ thắng. Hành giả tu định thủ thắng tức là nhân việc lắng nghe lời dạy về thánh đế, nương đầy tránh hiểu nghĩa pháp. Như nhân việc lắng nghe thì nhân dùng âm thanh lớn để đọc tụng kinh điển, nhân vì người khác khai tỏ xiển dương diệu nghĩa ở chốn không nhàn, tư duy quán sát tỉ mỉ thẳm sâu, tránh hiểu pháp nghĩa nên biết cũng vậy. Hành giả tu trí thủ thắng tức là ở nơi pháp đối trị tham dục nhiễu loạn phẩm thượng, tư duy suy nghĩ không điền đảo. Lại có năm chủng hành giả tu quán được đầy đủ ý lạc phương tiện, đó là đối với Bồ Đề Niết Bàn khởi tín hiểu sâu xa, gọi là ý lạc đầy đủ không gián đoạn ân trọng, tu tập chánh trí, thực hành pháp Samatha tỷ bát xá na, gọi là phương tiện đầy đủ. Lại có năm pháp khiến các hữu tình thọ lãnh quả của nghiệp ái phi ái dị thục, thân tầm phiền não nhấp đủ các khổ, đó là khổ lạc yêu hỷ xả. Lại do thành tựu ý lạc và phương tiện thầy đều đầy đủ không thối chuyển như trên đã thuyết, hành giả tu quán khảm năng chứng thánh đế hiện quán, cũng khéo an trụ các phẩm thiện thủ thắng. Lại có hơn năm chủng sanh sai biệt của bậc học ly dục, dục giới chưa tận trừ kết dư tản: 1 trụ trùng hữu liền năng cứu cánh đắc bát niết bàn, 2 ở sơ tịnh lự vừa mới thọ sanh đắc bát niết bàn, 3 sau khi thọ sanh rồi dụng công lực ít thánh đạo hiện tiền đắc bát niết bàn, 4 dụng công lực nhiều thánh đạo hiện tiền đắc bát niết bàn, 5 hoặc ở ngàn mé của cõi sắc cho đến cõi sắc cứu cánh đắc bát niết bàn,
hoặc ở ngàn bé cõi vô sắc cho đến hữu đại bởi năng cứu cánh đắc bát niết bàn. Lại có năm chủng sanh địa sai khác của quả tạp tu đệ tứ tịnh lự đắc bất hoàn: một, sanh địa của quả tịnh lự phẩm hạ; hai, sanh địa của quả tịnh lự phẩm trung; ba, sanh địa của quả tịnh lự phẩm thượng; bốn, sanh địa của quả tịnh lự phẩm thắng thượng; năm, sanh địa của quả tịnh lự phẩm cực thượng. Lại có năm chủng hành giả tu quán tác ý quán sát đang khiến chắc chắn rốt ráo vĩnh viễn đoạn phiền não ba cõi, đó là tùy nhớ nghĩ sâu, phân biệt tư duy tướng dục nhưng chẳng thú nhập trong các dục, tầm nhậm vận nơi xả, ở nơi tướng ly dục xuất nhĩ tư duy, liền năng nhậm vận khiến tầm thú nhập. Như đối với tướng dục ly dục như vậy, thì đối với tướng khỏe không khỏe, tướng hại không hại, tướng sanh sắc đẳng trí, tướng sanh vô sắc đẳng trí và tướng niết bàn cũng vậy. Đã thuyết năm chủng Phật dạy cần nên biết, kế đến thuyết sáu chủng, đó là nương sáu tướng tuyên thuyết tám chủng sự sai biệt của hữu tình, vì khiến chúng sanh rơi vào kiến chấp ngã, hữu tình mạng giả, thú nhập vô ngã. Tám chủng sự sai biệt: một, sự sở y của ngã sai biệt; hai, sự cảnh giới sai biệt; ba, sự tự tánh sai biệt; bốn, sự nhân thọ dụng sai biệt; năm, sự thọ dụng sai biệt; sáu, sự tùy thuyết sai biệt; bảy, sự tác dụng sai biệt; tám, sự hư vọng sai biệt. Và trong hết thảy sự sai biệt như vậy, hành giả tu quán chưa khéo thành thục cho là có ngã, nương nhãn căn ở nơi sắc cảnh do trùng trùng thọ dụng xúc và thọ, có tiền như vậy, chủng tộc như vậy, họ như vậy, ăn như vậy, nên ở nơi mình, ở nơi người, theo đó khởi lời nói tạo làm tất cả việc pháp phi pháp. Đối với việc khả ái thì hy vọng hòa hợp, muốn tăng thêm lâu dài. Đối với việc phi ái thì mong muốn không hòa hợp tồn giảm, chẳng trụ lâu dài. Nếu ở trong các sự việc sai biệt như vậy, hành giả tu quán đã khéo thành thục, bây giờ tất cả kế chấp hư vọng đều chẳng sanh. Lại đối với việc học chân thật, có sáu sự khinh miệt năng khiến thiện pháp hoặc chưa đắc mà thối thất, hoặc đã đắc mà vẫn thối thất, xả bỏ thánh giáo Phật cho đến niềm tin nhỏ cũng đều thối thất. Đó là đối với Phật pháp tăng bảo, tăng thượng giới học, tăng thượng tầm học, tăng thượng tuệ học do bạn ác, nên đối với tăng thượng tầm tuệ khiến bị dạy trao, dạy dằn tà quái do ác ngữ hoàn toàn không được gì, kia do tà quái và hoàn toàn không được gì như vậy, thối thất tất cả sở hữu thiện pháp. Trái với tướng đây nên biết là sáu pháp phẩm bạch. Lại tâm của hữu tình đồng hành với không như lý tác ý. Đối với sắc cảnh có sáu chủng xứ sở y của tham phần vị bình đẳng, như xứ sở y của tham phần vị bình đẳng như vậy, thì xứ sở y của sân phần vị không bình đẳng, và xứ sở y của si phần vị không phải bình đẳng, không phải không bình đẳng, nên biết cũng vậy. Lại có sáu chủng tối cực thanh tịnh, tự chuyển sở y cứu cánh bậc nhất, không gián đoạn, không khuyết hở, không nhiễm ô, hàng chỗ bình đẳng, đó là hoặc đi hoặc đứng, ở nơi mắt nhận biết sắc, cho đến ở nơi ý nhận biết pháp, hàng chỗ bình đẳng. Lại có sáu pháp, đó là các sắc căn và xứ sở y, tùy chỗ thích hợp là chỗ y nương không chướng ngại, dẫn đạo an trụ trưởng dưỡng, ở những nơi sanh ra tự tại mà chuyển, đó là bốn đại chủng không giới thức giới. Thức giới như vậy, ở nơi hiện tại tích tập giữ gìn nghiệp phước phi phước, năng dẫn quả ái phi ái ở tương lai, cũng năng chấp thọ giữ gìn năm chủng sắc căn mà thức nương tựa và xứ sở y khiến không bị thối giữa. Lại do lực thức sanh tự tại ở hiện pháp và về sau, khiến các hữu tình ở trong nghiệp thiện bất thiện cố ký sai biệt mà chuyển. Lại có ba xứ khiến hành giả tu tập khó có thể vượt qua: một, vượt qua dục tham khỏe hại không vui nhiếp lấy cõi thấp; hai, vượt qua tất cả hành tướng hiện hành; ba, vượt qua hữu đành. Để vượt qua ba xứ khó vượt đây, nên biết có sáu chủng vô thượng dùng để đối trị. Bốn vô lượng là đối trị đầu tiên, tầm vô tướng tam ma địa là đối trị thứ hai, vĩnh viễn tận ngã mạn là đối trị thứ ba. Vì vĩnh viễn trừ diệt pháp sở trị như vậy, nên các tam ma địa thải đều thành tựu viên mãn. Vì khéo tu đối trị tổn hại sở trị, khiến kia chắc chắn không hiện hành trở lại, người đã đoạn ngã mạn, chọn chẳng ở nơi ngã kia, mà cho là cứu cánh hay không cứu cánh, hay tận những nghi hoặc trói buộc nhiễu loạn nơi tâm như vậy, nên biết người có nghi hoặc tất không liền ngã mạn, nếu liền ngã mạn tất không có sự nghi hoặc. Lại có sáu chủng xứ tranh cãi cản bản: một, chuyển chống trái nhau gây tạo những việc không vừa ý; hai, che giấu các việc ác ở trong hết thảy lại vì thọ lợi dưỡng lấy làm của riêng; bốn, đối với y phục lại thêm tướng lừa dối; năm, trái vượt học xứ; sáu, ở nơi pháp ở nơi nghĩa điên đảo chấp trước. Lại có sáu pháp năng đoạn trừ tranh cãi cản bản như vậy, tức là thân khẩu ý nghiệp phát xuất từ tâm từ,
năng đoạn tranh thứ nhất và thứ hai, cùng thọ lợi dưỡng năng đoạn tranh thứ ba và thứ tư, cùng hướng đến thi la năng đoạn tranh thứ năm, cùng hướng đến chánh kiến năng đoạn tranh thứ sáu. Lại có sáu pháp năng nhiếp vì đức và cứu cánh của tất cả các bậc tu hành, đó là thần cảnh, thiện nhĩ, túc trụ, tha tâm, sanh tử trí, thông năng, nhiếp tất cả oại đức, lậu tận trí, thông năng, nhiếp cứu cánh. Lại Bồ Đặc Giả là đối với thanh đế trừ đặc hiện quán được có sáu chủng năng chướng pháp hiện quán đế, đó là vì ba chủng ngu si lực tăng thượng nên khởi ba điên đảo mưu cầu lợi dưỡng, mong cầu thọ mạng như trước đã thuyết, trong đây có sự sai khác, tức là đối với các pháp thuận theo thấy ác, nghe ác, nói ác, phân biệt ác, lại sanh vui muốn các việc thấy ác, nghe ác, nói ác, phân biệt ác, các sự vui muốn như vậy. Đối với dị sanh chưa đắc hiện quán thánh đế, năng khiến tâm dao động trồi nổi, cực làm chướng ngại. Đối với các bậc thánh thì không bị dao động, cho nên nói dị sanh đây ở trong phần sáng suốt, nhưng không phải trong phần giải thoát thành thục. Vì đối trị năng pháp năng chướng ngại như vậy, nên biết sáu chủng tướng thủ chân chánh, đó là năm chủng tướng thủ như trước đã thuyết và tướng thủ tất cả thế gian không đáng vui. Lại có hai chủng tùy niệm đầy đủ, sáu sự thực hành sai biệt, năng khiến các bậc tu hành tâm vị trí trệ để được sách tấn khiến sanh hoàn hỷ, đó là ba chủng thực hành tùy niệm quy y đầy đủ và ba chủng thực hành tùy niệm chứng đầy đủ. Nếu thực hành tùy niệm đối với Phật pháp tăng gọi là tùy niệm quy y, nếu thực hành tùy niệm đối với hí hành hướng đến niết bàn, hành hướng đến tiền tài, hành hướng đến sanh thiên gọi là tùy niệm chứng. Lại trong pháp thiện thuyết tỷ lại ra có sáu pháp được lập là vô thượng, không cùng chung với tất cả ngoại đạo, đó là được gặp bậc đại sư, được nghe chánh pháp, thu được tâm tịnh tín, theo học tất cả sở hữu học xứ. Đối với bậc đại sư pháp khởi thực hành tùy niệm là Phật Thế Tôn, là bậc chánh đẳng giác, năng thuyết tất cả pháp cho đến nói rộng. Lại đối với bậc đại sư dùng thân hành ngữ hành để thừa sự cúng dường. Lại có sáu pháp năng khiến hành giả tu quán vì đoạn tận tham ái, quyết định chứng biết ta này vẫn còn tham ái, không phải không tham ái, tức là ở nơi cảnh sắc cho đến cảnh pháp tâm bị thâu nhiếp trói buộc. Lại vì sáu nhân duyên nên biết các nghiệp là chỗ nương tựa y cứ, không phải chủng tánh dòng tộc là chỗ nương tựa y cứ. Đó là Bồ Đặc Giả La chủng tánh hạ liệt sanh bất thiện đi vào các ác thú, cũng sanh nghiệp thiện đi vào các thiện thú, cũng ở hiện pháp năng bát niết bàn. Bồ Đặc Giả La chủng tánh tôn quý cũng có ba chủng như vậy. Đã thuyết sáu chủng Phật dạy cần nên biết, kế đến lại thuyết bảy chủng. Đó là có bảy pháp năng ở nơi các đế như thật hiểu rõ, viên mãn giải thoát. Phẩm Tỳ Bác Giá Na có 3, 1 trạch pháp, 2 tinh tấn, 3 hỷ. Phẩm Samatha cũng có 3, 1 an ổn, 2 tạm mà niệm, 3 xả. Pháp thứ 7 là niệm, thông cả hai phẩm. Lại vì cần vì quả, vì giải thoát, kiến lập 7 chủng Bồ Đặc Giả La. Ở trong hướng đạo vì nương độ căn và lợi căn, kiến lập Bồ Đặc Giả La tùy tín hành và tùy pháp hành. Ở trong quả đạo, tức hai chủng đây gọi là Bồ Đặc Giả La tín giải thoát. Vì kiến điên đảo chứng định giải thoát, không phải phiền não chứng giải thoát, kiến lập Bồ Đặc Giả La thân chứng. Vì phiền não chứng giải thoát, không phải chứng định giải thoát, kiến lập Bồ Đặc Giả La tuệ giải thoát. Vì định chứng và phiền não chứng cùng giải thoát, kiến lập Bồ Đặc Giả La câu phần giải thoát. Lại ở nơi ba nhân duyên do bảy chủng hành mà hành giả tu tâm đắc nội định, tâm chánh hướng một duyên, đó là nhân duyên thú nhập an trụ nhiếp thọ. Nếu người thế gian có chánh kiến, hiểu biết tin chắc, có các hành thí, lấy đây làm chỗ nương, nên rõ biết cuộc sống tại gia bức bách, có các hành nhiễm trần. Do đây dẫn dắt suy nghĩ chân chánh đến xuất ly, gọi là nhân duyên thú nhập. Đã thú nhập rồi thọ trì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng gọi là nhân duyên an trụ. Lại ở nơi nhân duyên thú nhập, nhân duyên an trụ, cùng về sau, trong phương tiện tác ý tùy hành, sở hữu chánh tinh tấn, chánh niệm gọi là nhân duyên nhiếp thọ. Lại người thế gian ham cầu tài sản là vì được vui. Tùy được cái vui chứa nhóm các tài sản thế gian mà chưa thể được cái vui sanh khởi do bảy chủng thánh tải đem lại. Một, vui do thanh tịnh đồng hành với tín. Hai, vui phát khởi do sanh vào các thiện thú. Ba, vui sanh khởi do tự mình đoái biến những điều tốt đẹp. Bốn, vui sanh khởi do tự mình không hành các ác, không sanh trùy hối. Năm, vui sanh khởi do đối với hiếp pháp, đối với nghĩa, đồng hành với hiểu chân chánh. Sáu, vui sanh khởi do tiền của đời sau không bị thiếu thốn. 7. Vui sanh khởi do như thật giác ngộ thắng nghĩa đế. Tất cả các vui vô tội như vậy có vô lượng vô biên. Những người vui cầu chứa nhóm tài sản thế gian đều không thể có được. Dù hiện pháp được tiền của không thiếu thốn mà chỉ được cái vui vọng tưởng có tội, lại có 7 chủng sức mạnh của phẩm ma hoặc. 1. Oán ghét thánh giáo. 2. Hiện hành
năng đến ác thú ác hạnh. 3. Vùi tích tập các pháp chướng ngại mà không đoái hoài đến những sự tốt đẹp. 4. Vùi tích tập các pháp chướng ngại mà không đoái hoài đến sự phỉ báng của người. 5. Đối với thiện bất thiện, có tội không tội, hoặc liệt hoặc thắng, hoặc hắc hoặc bạch, và phân biệt rộng trong pháp duyên khởi không thể hiểu rõ. 6. Tầm kèo lẫn cấu uế tích tập đầy đủ. 7. Trí tuệ hẹp kém ngu si tăng trưởng rộng lớn. Nếu năng hàng phục bảy chủng sức mạnh của ma hoặc như vậy, nên biết tức là bảy sức mạnh trong pháp luật của bậc thánh như tín. Lại có bảy chủng pháp sở trị. Đối với pháp đệ nhất nghĩa niết bàn, năng khiến chánh pháp suy thối mất. Bảy pháp như vậy nhiếp thuộc ba sự suy tổn: 1. Thọ dụng suy tổn. 2. Tăng thượng ý lạc suy tổn. 3. Phương tiện suy tổn. Đối với y phục, vui cầu tốt đẹp, lại vui muốn cầu nhiều và phát khởi thọ dụng trùng trùng kia, gọi là thọ dụng suy tổn. Đối với hít đạo và đạo quả niết bàn, tâm không tìm hiểu, gọi là tăng thượng ý lạc bị suy tổn. Giải đãi thất niệm, tâm loạn, ác tuệ, gọi là phương tiện suy tổn. Thọ dụng suy tổn là phẩm loại tam bất thiện căn, ý lạc phương tiện suy tổn là phẩm loại xì bất thiện căn. Trái với tướng đây, nên biết tức là bảy pháp phẩm bạch. Lại có bảy chủng pháp, đệ nhất nghĩa thuận pháp phẩm niết bàn, năng khiến chánh pháp không bị suy thối trụ thế lâu dài. 1. Văn sở thành tuệ. 2. Tư sở thành tuệ. 3. Tu sở thành tuệ. 4. Chẳng bị duyên ác xâm tổn y chỉ. 5. Có pháp tài chân chánh. 6. Không tăng thượng mạn. 7. Đối với bồ đặc giả la nên cúng dường, không nên cúng dường. Năng khéo léo chọn lựa phân biệt đây nên cúng dường, đây không nên cúng dường. Trong đây do văn tuệ nên đối với nghĩa chưa rõ, năng tránh hiểu rõ. Do từ tuệ nên đối với nghĩa chưa khéo quyết định, năng khéo tư duy. Do từ tuệ nên đoạn các phiền não. Do không bị duyên ác làm xâm tổn ý chỉ nên kham năng tu đoạn. Do cầu pháp tài chân chánh nên nhanh chóng chứng thông tuệ. Do không tăng thượng mạn nên đối với những điều đã chứng ở phẩm hạ không sanh hồi đủ. Do năng khéo chọn lựa phân biệt bồ đặc giả la nên đối với những người đại phước trí thế tục không vùi thần cận cũng không cúng dường, chỉ vui muốn thân cận cúng dường những bậc thiểu dục. Lại có bảy chủng xứ sở là nơi các loại hữu tình thọ sanh. Ở xứ thọ sanh, các thước của hữu tình hiện tiền tương tục an trụ trong ba cõi, ngoại trừ hữu tình ở ác thú, ở cõi vô tưởng và ở cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bởi hữu tình trong ác thú chán ngán cực độ nên không lập thức trụ. Hữu tình trong cõi vô tưởng vì một hướng chuyển thức không hiện hành nên không lập thức trụ. Hữu tình cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ vì hành và không hành không nhất định nên không lập thức trụ. Vì thân khác loại gọi là chủng chủng thân, vì tưởng khác loại gọi là chủng chủng tưởng, nên biết trái với tướng đây gọi là một chủng loại thân, một chủng loại tướng. Từ cõi trời phạm thế trở xuống có thân hình khác loại. Bởi thân hình khi sanh ra có chủng chủng sắc tướng sai biệt, khi mới thọ sanh trong cõi trời phạm thế, tất cả thiên chúng cõi phạm kia đều nghĩ rằng chúng ta đây đều do đại phạm sanh ra. Bây giờ Phạm Vương cũng tác nghĩ rằng các phạm chúng đều do ta sanh ra. Như vậy kia tưởng rằng không có loài nào khác cả. Từ tịnh lự thứ hai trở lên, vì tất cả thân chư thiên đều có ánh sáng chiếu khắp nên gọi là một chủng thân. Thiên chúng ở cõi trời quang âm trước hay sau khi sanh, do thấy ở cõi phạm thế lửa dữ thiêu đốt, bây giờ liền có tưởng sợ hoặc không sợ, cho nên ở kia có tưởng khác loại. Lại các hữu tình có bảy chủng thô trọng nhiếp khắp tất cả phẩm phiền não thô trọng. Đó là phẩm tham sân thô trọng ở cõi thấp, phẩm tham thô trọng ở cõi trung, cõi thủ diệu, phẩm mạn vô minh kiến nghi thô trọng ở cõi thấp, cõi trung và cõi thủ diệu. Lại ở trong ác thuyết pháp luật của ngoại đạo, nên biết có bảy chủng lỗi lầm: 1. Lỗi lầm của sự hiểu biết. 2. Lỗi lầm của hành. 3. Lỗi lầm của ý chỉ. 4. Lỗi lầm của tư duy. 5. Lỗi lầm của sự dụng công. 6. Lỗi lầm của tăng thượng tâm. 7. Lỗi lầm của tăng thượng tuệ. Các ngoại đạo kia đối với pháp ít lắng nghe, ít thọ trì vì thương thuận theo bốn sự điên đảo. Phàm có lời luận bàn chỉ vì hủy báng người, vì tha khỏi vấn nạn vấn, vì giành phần thắng lên chỗ giành hiểu biết đều có lỗi lầm. Vì cấm giới thọ trì đều nhiếp thọ tả mạn tả hạnh, vì không thể khiến mình xuất ly nên cũng có lỗi lầm. Vì ở chỗ thầy bạn chỉ tuyên nói đạo điên đảo nên cũng có lỗi lầm. Vì sở hữu tư duy chỉ cầu tả xuất ly, tâm bị tổn hoại nên cũng có lỗi lầm. Vì sở hữu dụng công xa lìa phương tiện nên cũng có lỗi lầm. Vì tăng thượng tâm của kia nhiếp thuộc vọng niệm ái mạn cùng với vô minh nghi thượng tĩnh lự nên cũng có lỗi lầm. Vì tăng thượng tuệ của kia bị 62 kiến chấp làm tổn hoại nên cũng có lỗi lầm.
Trái với tướng đây nên biết trong thiện thuyết pháp luật có 7 chủng không lỗi lầm, lại có 7 pháp khiến việc vi phạm tranh cãi của các ví xô được dừng dứt. Ngoài ra như trong phần nhiếp sự sẽ thuyết, nên biết trong đây có 7 sự việc vi phạm tranh cãi. Một, việc vi phạm tranh cãi do khai ngộ hiện tiền. Hai, việc vi phạm tranh cãi do thất niệm, khai ngộ quá khứ. Ba, việc vi phạm tranh cãi do khai ngộ không tự tại. 4. Việc vi phạm tranh cãi do tầm tư. 5. Việc vi phạm tranh cãi do quyết định chọn lựa. 6. Việc vi phạm tranh cãi do tự hối. 7. Việc vi phạm tranh cãi do nhẫn nhục hổ thẹn, kiến lập hai chúng xoay vần, cử tội.